Chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn cách insert email từ một folder ở trên Google Drive đến một receipt ở trên Google Sheet. Đầu tiên, mời các bạn nhìn lên màn hình, xem ví dụ mình đã tạo sẵn. Ở đây, các bạn thấy có một folder tên là photo và ở trong này chứa các cái hình ảnh. Làm ví dụ, để insert được những hình ảnh trong folder này vào Google Sheet thì folder này phải đặt ở chế độ là Anyone Read the Link. Có nghĩa là khi bạn click vào, bạn share cái folder này thì bạn chọn là Anyone Read the Link. Đó. Thì bạn mới có thể insert hình ảnh này vào được trên sheet nha. Sau đó chúng ta sẽ khởi động cái read sheet này lên mình đã tạo. Và các bạn để ý, ở trên cái read sheet này mình đã tạo một cái menu mới có tên là lấy hình ảnh. Thì khi chúng ta click vào sẽ sổ xuống một submenu con, và ở đây có xem hình ảnh. Chúng ta sẽ click vào đây. Và một hộp thoại hiện lên, nó yêu cầu bạn nhập ID của folder chứa hình ảnh đó. Để có ID của folder chứa hình ảnh, các bạn truy cập vào cái folder đó và các bạn sẽ copy cái mã ID phía sau cái sheet folder này. Chúng ta sẽ bắt vào đây. Trong trường hợp mà các bạn chưa có bắt folder mà các bạn ok á, thì nó sẽ kêu các bạn là nhập lại và thông báo là bạn chưa nhập ID folder. Và chúng ta sẽ chạy lại và nhập ID folder. Nhập vào đây. Ok. Thì các bạn sẽ thấy nó quét tất cả các hình ảnh có trong cái folder của chúng ta. Và nó liệt kê ra gồm có tên hình ảnh nè, ngày tạo hình ảnh nè, rồi ngày mà update hình ảnh nè, rồi size hình ảnh nè, URL của hình ảnh nè, rồi link download hình ảnh nè, mô tả nếu như có thì nó sẽ hiển thị ở đây. Nó dài lắm. Và cuối cùng là hình ảnh của chúng ta được load lên cell của receipt như thế này. Đó, khi các bạn thay đổi cell của receipt thì hình ảnh nó tự động nó to lên hoặc nhỏ lại cho nó vừa cái cell và giữ nguyên cái tỷ lệ. Các bạn cũng có thể điều chỉnh lại được cái cách hiển thị hình ảnh này, hoặc là giữ nguyên tỷ lệ, phóng đại, hoặc là nó sẽ dàn ra vơ bít tất cả các cái khoảng trống của cell. Tuy nhiên lúc đó hình ảnh sẽ bị biến dạng, nó tùy chọn của các bạn thôi. Đó là trong cái function email nó có. Như vậy cái việc tạo code cho lấy hình ảnh ở trên folder insert vào receipt như thế này có khó hay không? Sau đây chúng ta sẽ thực hiện theo từng bước một nha các bạn. Đầu tiên, trên Google Drive, ở nơi các bạn cần chứa cái file Google Sheet đó, các bạn sẽ chọn New, chọn Google Sheet, chọn Blank Receipt. Ở đây các bạn có thể đổi tên cho receipt này. Sau đó các bạn sẽ vào Extension, chọn App Grip. Ở đây các bạn có thể đổi tên cho Project. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một số biến toàn cục, có nghĩa là cái biến này sử dụng trên toàn bộ cái project của chúng ta. Tiếp theo là function dùng để hiển thị cái hộp thoại, điền cái folder ID vào chứa các hình ảnh để chúng ta insert hình ảnh đó vào Google Sheet. Nếu như mà cái ID folder này chúng ta không có điền thì nó sẽ hiển thị một cái thông báo. Rồi sau đó chúng ta sẽ gọi cái hàm để lấy hình ảnh. Cái hàm nó có tên là getFolderTree. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành viết hàm getFolderTree. Đối số của getFolderTree này là folder ID. Chúng ta sẽ khai một số biến cục bộ bằng dùng let. Sau đây chúng ta sẽ tạo một cái mảng ở trên receipt để làm header. Ở trong đây chúng ta có tổng cộng là 8 cột. Cột thứ nhất là name nè, đó là tên hình ảnh. Cột thứ hai đó là ngày upload hình ảnh lên.
Cột thứ ba là ngày update hình ảnh, có nghĩa là bạn có thay đổi gì trên hình ảnh đó đó. Cột thứ tư là cái là dung lượng hình ảnh. Cột thứ năm là URL của hình ảnh đó. Chúng ta có cột thứ sáu là cột dùng để chứa URL của download hình ảnh. Cột thứ bảy là mô tả hình ảnh nếu như có. Và cuối cùng cột thứ 8 đó là cột mà hình ảnh hiển thị trên cell. Như vậy chúng ta có tổng cộng 8 phần tử trong cái mảng này. Chúng ta sẽ khai báo một số biến. Cái biến này sẽ chứa folder ID. Tiếp theo chúng ta khai báo cái biến thứ hai, file content. Chứa các cái file ở trong folder đó. Sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái biến count dùng để đếm nè, cnt, và chúng ta gán nó bằng 0. Và một cái biến nữa là file. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ dùng hàm while để tạo vòng lặp lấy ảnh. Trong hàm while này chúng ta sẽ gọi một cái file content.hsnet. Chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các cái file ở trong folder đó. Và sau đó là các cái hàm sau để chúng ta lấy tất cả dữ liệu như là tên, ngày tạo, ngày update, size, URL, v.v. nha. Các cái đoạn code này là chúng ta tiến hành lấy giá trị của tên cũng như là lấy giá trị các cái ngày đăng, ngày update, ngày lấy giá trị size đồ vân vân của cái file hình ảnh đó. Chú ý sau mỗi phần tử là dấu phẩy chứ không phải là dấu hai chấm các bạn. Tiếp theo là URL của hình ảnh. Ở đây là cái hàm để chúng ta insert hình ảnh vào cell nè. Xong, chúng ta đã có 8 cái phần tử do 8 cột đó. Ok, chúng ta sẽ tiến hành cell lại. Các bạn thấy nó báo lỗi ở line thứ 5. Thì chúng ta xem lại line thứ 5 nó bị sai chỗ nào. Cái chỗ này là chỗ chấm chứ không phải là hai chấm nha các bạn. Ok, xem lại. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ chưa có một cái menu ở trên cái reset giống như chúng ta xem ban đầu. Cho đó chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái menu cho nó. Thì cái menu này sẽ xuất hiện khi chúng ta mở cái file reset này lên. Do đó chúng ta sẽ đặt nó ở trong cái hàm là onOffen. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái biến UI sbreset.app.getUI, đó là giao diện người dùng. Tiếp theo là các cái đoạn lệnh sau. Thì cái menu này chúng ta sẽ đặt cái tên cho nó là lấy hình ảnh. Sau đó chúng ta sẽ thêm các cái item cho nó bằng cái lệnh là sitem. Cái item đầu tiên là chúng ta sẽ thêm là xem hình ảnh. Và khi click vào cái item này đó thì sẽ gọi cái hàm nào? Đó là cái hàm review on email này. Thì chúng ta sẽ copy cái tên hàm này chúng ta bỏ vào đây. Rồi, cuối cùng là s2ui. Ok, như vậy các bạn thấy chúng ta đã viết xong cái hàm tạo menu. Ở đây các bạn để ý chữ open này không có chữ T nha. Cho đó bạn save lại. Và bạn tiến hành chạy cái hàm chúng ta tạo. Trong lần chạy đầu tiên thì lúc nào Google nó cũng hỏi để cấp quyền. Chúng ta sẽ chạy. Lúc này các bạn sẽ thấy nó mở một cái folder để chúng ta nhập cái ID folder vào. Thì các bạn vào cái folder photo nè. Các bạn copy cái ID folder này. Các bạn paste vào đây. Ok.
Đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lấy tất cả các dữ liệu mà chúng ta đã lập trình. Ok, chúng ta sẽ đóng cái repeat này lại để nó xuất hiện cái menu ở trên này nha. Này, repeat này. Ok, các bạn sẽ thấy một cái menu mà chúng ta đã tạo nó xuất hiện ở đây. Đó, lúc này chúng ta có thể click vào đây và chúng ta chọn xem hình ảnh. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ ID của bất kỳ cái folder đã share nào. Như là các bạn nhớ là các folder đó phải ở chế độ share. Đó, ok nào. Các bạn để ý mỗi khi các bạn là lấy hình ảnh ở một cái folder khác thì nó tiếp tục sẽ ghi dữ liệu xuống phía dưới này. Trong trường hợp các bạn muốn xóa những cái dữ liệu cũ và ghi lại cái dữ liệu mới thì các bạn sẽ thêm một số dòng lệnh nữa trong cái upgrade, thì chúng ta vào lại upgrade. Bạn sẽ thêm hai dòng lệnh ở cái hàm get folder tree nè. Chúng ta sẽ khai một biến cục bộ ở đây là target. Biến này sẽ chứa cái sheet 1. Bởi vì sheet 1 là sheet chúng ta chứa dữ liệu trên cái receipt này. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái hàm clear content để chúng ta xóa dữ liệu. Lúc này bạn save lại. Rồi, bạn qua đây, bạn tiến hành lấy lại hình ảnh. Đó, thì các bạn sẽ thấy những dữ liệu cũ nó được xóa trước khi nó bắt cái dữ liệu mới để vào. Trong trường hợp các bạn muốn lấy những cái folder khác nữa cho nó ghi phía dưới, các bạn chỉ cần cho hai cái dòng này về chế độ ghi chú như thế này. Đó. Và chúng ta save lại. Lúc này các bạn lấy thêm hình ảnh ở những cái folder khác thì nó sẽ ghi lần lượt ở phía dưới nè. Nó không có bị mất dữ liệu phía trên. Đó. Có hai trường hợp để các bạn lựa chọn, các bạn sử dụng. Như vậy, ở trên đây mình đã hướng dẫn và chia sẻ các bạn cách thực hiện việc insert hình ảnh ở trong một cái folder trên Google Drive đến một cái receipt ở trên Google Sheet, và có hai cách để chúng ta ghi hình ảnh. Một là chúng ta ghi từng từ xuống phía dưới, hay là chúng ta xóa tất cả các dữ liệu trên hình ảnh đó ghi lại từ đầu. Đến đây clip xin được kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.